thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Long An dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 tháng 6 và 7 tháng 6. Hiện các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu triển khai công tác tư vấn, phân luồng, định hướng chọn trường phù hợp với năng lực học sinh, hướng đến nâng cao chất lượng kỳ thi. Để bảo đảm chất lượng tuyển sinh vào các lớp 10 chất lượng cao, thời điểm hiện tại, không chỉ các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bắt đầu thực hiện công tác phân luồng, định hướng chọn trường cho học sinh, mà các trường trung học phổ thông hoạt động theo mô hình chất lượng cao như trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Cần Đước, Trung học phổ thông Thiên Hậu Dương và Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Bến Lức cũng ráo riết triển khai công tác tuyển sinh đến các trường trung học cơ sở nhằm tư vấn để phụ huynh và học sinh có thêm lựa chọn phù hợp với sức học, nhu cầu của mình. Bản thân em hiện tại thì đang ôn luyện vào trường chuyên Long An với môn đăng ký là tiếng Anh. Thì theo thông tin tư vấn của trường thì em có thể biết thêm nhiều được cái sự lựa chọn về cái trường chất lượng cao Lê Quý Đôn. Thì em sẽ tìm hiểu và suy nghĩ về cái sự lựa chọn đó. Tác tuyển sinh vào các lớp 10 chất lượng cao năm học 2024-2025. Thì trong thời gian qua, nhà trường cũng đã chuẩn bị các công tác, đặc biệt là công tác tuyên truyền đến cho đội ngũ thầy cô là giáo viên cấp trung học cơ sở, là học sinh và cha mẹ học sinh về cái đề án trường hoạt động theo định hướng chất lượng cao của tỉnh Long An. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng chỉ đạo các trường chủ động tăng cường ôn tập, rèn học sinh kỹ năng làm bài, bảo đảm chất lượng kỳ thi, đồng thời thực hiện công tác phân luồng trong quá trình quản lý và dạy học, thường xuyên tư vấn, định hướng cho học sinh. Thì hàng năm thì sau khi có cái phương án tuyển sinh đầu cấp thì Sở Giáo dục mới trình tiếp cái kế hoạch tuyển sinh lớp chất lượng cao dựa theo cái trên cái phương án đó, và sẽ phối hợp với các phòng dục của ban huyện khảo sát lại cơ sở chất, đội ngũ giáo viên để mới có tiến hành mới giao được cái chỉ tiêu, để tránh trường hợp thừa thiếu và cũng như là phân luồng học sinh theo đúng cái quy định của cái quyết định 522 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, nhà trường có thể hiểu rõ từng đối tượng học sinh. Đối với các em học sinh khá giỏi thì động viên khuyến khích các em mạnh dạn, tự tin đặt ra mục tiêu thi vào các lớp 10 chất lượng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà.